Brahmacha lokati pati saham bati ta tanchali anti warang aya chata santi tasa taparat chap chata tika de se tu thammang anukam bimang bachang satthamma ferin winayan chaka yang sut tanja ban tham afi tham ma cham mong a ko ta nan to cha tu sa cha dan dang pa bo tha nai ye pa ri sa ya mat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ trăng sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư pháp Thanh Đăng Đàn giảng giải cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính chúc đạo tràng được một ngày pháp thoại lợi lạc. Dạ, con xin trao mic lại cho ngài. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Trưởng Lão, chư Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức Tăng. Kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay thì tiếp tục chúng ta học trong cái phần thứ 6, Thất Giác Chi. Và cũng đến cái chi thứ 6 là Định Giác Chi. Thì theo mà quý vị học trong Di Diệu Pháp, cái sở hữu gọi là nhất thanh ekaggata hay là gọi là định, thì nó là một cái sự an trụ của tâm. Thì nhờ có cái định này đó, cái định chúng ta gom tâm ở trên cái đối tượng, cho nên cái trạng thái đó là cái sự yên tĩnh của tâm và sở hữu, tức là nó không có bị chao động, nó không có bị những cái tác động của phiền não làm cho xa lìa cái đối tượng mà nó đang chú tâm vào. Và nó có cái nhiệm vụ là gì? Là giữ cho tất cả cái tâm được yên tĩnh, không có để cho các cái tác động của phiền não đến cái nhiệm vụ là quan sát đối tượng. Là nhờ có như vậy đó thì cái sự an tịnh mát mẻ, cho nên cái định thì nó sanh khởi. Và nó phải có các cái sở hữu cần thiết, như là cái chúng ta hôm học rồi đó, là phải có cái sự tịnh, sự an tịnh của tâm và sở hữu. Chính nhờ cái an tịnh của tâm sở hữu này nó mới phát triển được cái định. Cho nên khi mà chúng ta muốn thấy được một cái vật gì đó thì sao? Chúng ta phải dùng cái ánh sáng của ngọn đèn đó, tập trung vô một điểm để mà chúng ta mới thấy rõ được, quan sát được.
Cũng giống như vậy á, khi mà cái tâm của chúng ta đó, cái định á, nó trú mục trên đối tượng, thì lúc đó chúng ta mới quan sát, mới thấy rõ rõ được cái đối tượng. Thì định thì nó có hai loại, đó là định trên cái thiền chỉ hay thiền định, là cái trạng thái của định có hỷ lạc, có tầm, có tứ, do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Rồi trong cái định của thiền chỉ á, hay thiền an tịnh á, thì nó có hai, là định trên bốn cái đềm, các cái tầng thiền hữu sắc và bốn tầng thiền vô sắc. Rồi khi mà định ở trên cái thiền quán hay thiền minh sát á, thì chúng ta gọi là sát na định, tức là chúng ta trú vững trên những cái đối tượng mà mình quan sát nha. Thì khi mà cái tâm nó đã trú vững trên cái đối tượng đó, thì khi mà nó vững vàng, không có bị tác động, giống như cái ngọn đèn mà nó được cái sự bảo vệ, nó đứng yên lặng, không có dao động, thì lúc đó gọi là cái tâm định. Nhưng mà đó, khi mà nó trở thành định giác chi thì là nó phải hướng về cái sự giải thoát. Thì muốn về cái muốn có cái sự giải thoát đó, thì trong cái thiền minh sát nó có ba cái loại định, là không định, tức là an trú trên cái tướng vô ngã. Khi mà quý vị quán sát cái đối tượng về cái tướng vô ngã của đối tượng đó, cái định tâm để mình thấy được hoàn toàn, nó chỉ là danh sắc, không có hoàn toàn, không có một cái bản ngã. Để khi cái định tâm mình an trú trên cái tướng vô ngã đó, thì gọi là không định. Rồi nếu mà cái vị hành giả tu tập quán sát về tướng vô thường, và khi mà có cái sự nỗ lực, cái định tâm trên quán sát cái vô thường đó, thì gọi là vô tướng định. Tức là quý vị có kinh nghiệm, quý vị thấy được cái tính chất luôn 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 của cái sự thay đổi, nó không bao giờ thường hằng, nó không bao giờ trụ yên, luôn luôn là nó thay đổi. Khi chúng ta quán sát, chúng ta thấy như vậy thì gọi là vô tướng định. Rồi nếu mà một cái vị hành giả đó, quán sát vào cái trạng thái khổ hay là tướng của khổ trên cái đối tượng, thì sao? Thì cái vị này sẽ sanh được cái vô nguyện định, là an trú vào cái tướng luôn luôn có sự khổ đau của cái thân ngũ quẩn này. Đó là để chúng hiểu. Mà khi mà chúng ta có được những cái hiểu biết nhờ cái trạng thái định trên trên ba cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta sẽ có cái không định, rồi cái vô tướng định và vô nguyện định. Thì chính nhờ khi mà quán sát những cái này đó, để nó đưa đến sự nhàm chán, sự kinh hãi ghê sợ đối với danh và sắc. Chính nhờ cái định này nó đưa mình đến những cái đạo quả, những cái kinh nghiệm trí tuệ để giải thoát. Thì chính cái định này đó mới gọi là định giác chi. Còn những cái định khác đó, nó chỉ là những cái nhân, những cái
điều kiện nền tảng để mà chúng ta phát triển đến cái định giác chi mà thôi. À, thì khi mà chúng ta muốn cái định nó phát triển thì phải đi từng bước như vậy. Rồi tại sao mà tâm của chúng ta hay bị sao động? Khi mà chúng ta trong đời sống đó, chúng ta luôn luôn bị những cái tác động của ngoại cảnh chi phối, tức là những cái truyền cái là những cái mà nó sinh khởi để mà nó ngăn che, nó ngăn che, nó làm cho cái tâm của chúng ta không có an trụ được. Thì theo kinh thì có 10 cái truyền hay là thập truyền. Thì ái dục truyền tức là những cái tâm tham muốn, do sở hữu tham nó hợp với 8 tâm tham. Rồi ái sắc truyền là tâm tham hợp với 4 tâm tham bất tương ưng. Rồi vô sắc truyền tức là cái sở hữu tham nó hợp với 4 tâm tham bất tương ưng. Rồi phẫn nộ truyền tức là cái sở hữu sân. Ngã truyền tức là cái sở hữu ngã mạn, có sự so sánh. Rồi tà kiến truyền tức là những cái sự mà ngăn che của cái tà kiến, nó thấy sai lầm trên cái đối tượng. Rồi giới tống thủ truyền đó, tức là những cái chấp thủ vào cái giới, là nó cũng là một cái chướng ngại, do chấp cứng vào những cái học giới mà chúng ta không có thể tiến bộ được. Rồi hoài nghi truyền tức là những cái chi pháp hoài nghi, mà ba cái hoài nghi quan trọng là hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, mà trong đó nhất là trong cái pháp hành nữa là cái vị hành giả hoài nghi về cái pháp học, cái pháp hành của mình. Cho nên là chính vì cái hoài nghi này đó, không xác định rõ ràng cái phương hướng, cái phương pháp, cái đường lối thực hành của mình, cho nên là cái vị này có đôi lúc mà bị tác động và lùi sụp. Phóng dật truyền là những cái trạng thái tâm nó chao động, nó không trụ yên ở trên đối tượng. Và cái cuối cùng là vô minh truyền là cái sở hữu si, chính cái sở hữu si này đó mà nó làm cho tất cả những cái phiền não sanh khởi. Thì khi nào mà chúng ta có sự nỗ lực, chúng ta có sự nỗ lực vượt qua tất cả, không bị những cái 10 cái truyền cái này đó nó tấn công, thì chúng ta sẽ có được cái tâm an tịnh, và lúc đó thì định nó mới phát triển được. Cho nên là những cái bất thiện pháp đó, tức là những cái truyền cái nó thuộc về những cái pháp bất thiện, cho nên đó, chúng ta muốn trừ khử nó thì chúng ta phải nỗ lực phát triển cái tâm định của mình cho nó được vững vàng. Chúng ta luôn luôn trong khi đi, trong khi đứng, trong khi ngồi, trong khi nằm, bất cứ ở trong cái trạng thái quay như nào, chúng ta cũng hay biết một cách rõ ràng, không có để tâm mình phóng túng chạy theo những cái trần cảnh bên ngoài. Cho nên là khi mà chúng ta cố gắng giữ vững như vậy, không để cho các cái
cái ngoại cảnh nó chi phối, chúng ta giữ tâm của mình để được trú vững trong mọi hoài nghi, trong mọi đối tượng. Thì như vậy đó, thì làm cho cái định nó sanh khởi một cách mạnh mẽ, hay còn gọi là tăng thượng tâm hay là tăng thượng định, tùy theo đó. Cho nên nhờ có cái tâm định tĩnh hay là tăng thượng định này đó, thì khi mà quý vị bắt đầu quan sát đối tượng thì mới thấy được cái tướng của vô thường, khổ, vô ngã, thì mới đạt được là vô tính, vô nguyện định, không định, đó. Thì chính những cái lúc này đó thì mới có điều kiện để trở thành là định giác chi, và lúc đó thì chúng ta mới có thể đạt đến những cái kinh nghiệm cao quý, có thể đạt đến thánh đạo thánh quả, nếu mà chúng ta đã tạo trữ các pháp bộ đầy đủ. Cho nên vị hành giả muốn trao dồi tâm định thì phải có sự quyết tâm gìn giữ cái giới hạnh cho được tinh nghiêm, rồi phải trong đời sống, trong cái sự sinh hoạt hàng ngày phải có sự cố gắng, nỗ lực phát triển, gìn giữ cái tâm của mình trong cái đời sống, trong sinh hoạt. Thì khi mà cái tâm nó được quân tập trao dồi cái niệm, cái định mà được giữ gìn cẩn trọng, thì phát triển cao độ, thì lúc đó mới vượt qua những cái truyền cái, những cái chướng ngại trong cái pháp hành. Cho nên là đối với những cái vị hành giả mong muốn đạt đến những cái kinh nghiệm, những cái tệ giác để giải thoát khỏi khổ đau, thì cần phải cố gắng nỗ lực thực hành phát triển cái định của mình cho thật mạnh mẽ. Vì quý vị thấy rằng bất cứ một cái sự học hỏi nào đó cũng cần phải có sự nỗ lực rất là mạnh. Cho nên trong cái pháp hành cũng vậy, nếu mà chúng ta phải muốn phát triển được cái định, thì chúng ta cũng phải từng bước chúng ta hiểu biết những cái pháp nào là nhân để tạo điều kiện cho cái định nó sanh khởi. Rồi chúng ta hiểu được những cái nhân mà sẽ đưa đến cái sự phát triển định. Thì quý vị trong học có trong những cái lời dạy của Đức Phật trong Pháp Cú Kinh cũng vậy. Thì quý vị thấy rằng những cái vị nào mà thường xuyên nỗ lực phát triển về giới, rồi tu tập tâm và tuệ, nghiệp tâm và thận trọng, vị tỳ kheo thoát triền. Thì nhờ có cái giới nó làm cái nền tảng, rồi phát triển tu tập tâm ở đây là tăng thượng tâm hay là tăng thượng định. Thì khi mà cái tâm, cái định nó phát triển một cách mạnh mẽ, nó mới tạo cái nền tảng, nó là cái nhân để cho trí tuệ sanh khởi. Lúc đó giống như bây giờ những cái nước mà nó bị lao sao, quý vị không thể nào mà nhìn thấy được những cái vật gì nó ở trong, chứa đựng trong đó. Cho nên khi mà nước mà để được lắng yên thì chúng ta mới có thể nhìn thấy. Ví dụ quý vị thấy những cái hồ
À, khi mà nước ở trong hồ đó mà lắng yên rồi đó, thì quý vị có thể nhìn thấy những cái vật mà nó ở trong, chứa đựng ở trong cái hồ nước đó. À, cho nên đó là cái sự an tịnh, à, nó sẽ đưa đến cái định. Rồi chính nhờ có cái định tâm, à, định tâm một cách mạnh mẽ, à, thì trí tuệ mới có thể sanh khởi. Và nhờ khi mà chúng ta nhiệt tâm, à, một cách mạnh mẽ, kiên quyết, thận trọng, à, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái chướng ngại, phiền não, à, là hồi nãy nghe sư kể là 10 cái triền cái đó. Đó, thì chúng ta mới có thể đạt đến cái định giác chi, à, và có thể đi đến những cái, à, kinh nghiệm để giải thoát, à, ra khỏi những cái phiền não. Thì muốn triển được cái định ấy, thì có những cái nhân nó trợ sanh cho cái định giác chi. À, thứ nhất là chúng ta phải, à, sống đời sống, à, cái thân thể và cái trú xứ cũng như những cái vật dụng mình á, thì phải gọn gàng, sạch sẽ. Rồi chúng ta phải biết cách, à, để khi mà mình thực hành á, thì chúng ta phải điều hòa quân bình, à, năm căn quyền của mình cho nó cân bằng nhau. Thứ ba là phải hiểu rằng về những cái ấn tướng, à, trong cái đề mục của mình hành, à, có những cái ấn tướng đó chúng ta phải từ bỏ, à, nhưng mà có những cái ấn tướng đó chúng ta phải gìn giữ. Thì cái này đó dựa theo cái kinh nghiệm, à, kinh nghiệm pháp hành của mình, à, mình thấy rằng khi mà mình gìn giữ, à, mình chú tâm vào những cái ấn tướng này đó, thì có thể cái định nó sanh khởi. Nhưng mà có những cái ấn tướng đó, khi mà mình chú tâm vô đó, thì nó lại cái tâm của mình nó không có định được, à, nó trở nên dao động thế này thế khác, hoặc là, à, phiền não sanh khởi, thì chúng ta từ bỏ, à, những cái ấn tướng đó. Rồi biết cái phương pháp để, à, làm cho tâm tăng thượng, tức là khi nào mà những cái tâm mình nó bị lùi sụp, à, thì chúng ta phải biết cách để làm cho cái tâm nó hưng phấn, nó tinh tấn, nỗ lực trở lại. À, thì cái này đó, tất cả những cái này đòi hỏi, à, quý vị phải có cái trí tuệ, phải quan sát vào cái pháp hành của mình. À, thí dụ như, à, có những lúc, có những thời thiền ấy, thì quý vị hành, à, quý vị cũng niệm cái hơi thở, thì cái định tâm nó sanh khởi, à, nó rất mạnh. Nhưng mà có những cái lúc á, à, cái cơ thể do cái vật thực thời tiết, à, những cái điều kiện gì đó nó tác động, thì cũng đề mục đó, nhưng mà cái tâm nó bị chao động, à, cho nên là khi mà mình hiểu biết, à, mình có thể mình uyển chuyển, mình thay đổi tùy theo trường hợp. À, khi mà mình thấy, à, niệm đề một hơi thở mà sao mà nó cứ bị trạo hối, nó dao động, nó phóng tâm hoài, thì chúng ta có thể đổi qua niệm các cái đề mục về cảm thọ, quan sát các cái trạng thái của toàn thân, à, quan sát những cái sự chuyển động, những thay đổi của các cái cảm giác ở trong thân, à, tùy theo, à, chính nhờ đó mà mình có những cái kinh nghiệm trong cái pháp hành của bản thân mình á, thì mình sẽ biết cách để, à, điều chỉnh để cho cái tâm, à, nó
có được sự định tĩnh, rồi biết cách là kiềm giữ tâm không có cho tán loạn. Tức là chẳng hạn như là khi mà chúng ta có những cái sự hưng phấn quá thì cũng được, mà chúng ta trầm lắng quá cũng được. Cho nên á, chúng ta phải khéo léo để mà quân bình giữa cái tịnh giác chi, xả giác chi, để cho cái định giác chi nó có thể sanh khởi. Thì những cái này đó đòi hỏi trong cái pháp hành của mình phải có trí tuệ, rồi phải có kinh nghiệm, mình quan sát để mà mình thực hành. Rồi khi mà cái tâm mà nó coi như khi mà một thời gian mình hành á, cái tâm nó rơi vào cái trạng thái thụ động nè, ví dụ như là chúng ta ít có thay đổi hoài nghi bây giờ mình ngồi cái thời gian mà tọa thiền á, nó quá dài mà trong cái khi mà mình đi kinh hành á thì nó ít quá cho nên á, là trong những cái hoài nghi chúng ta cũng phải điều hòa cho nó thích hợp hoặc là khi mà chúng ta trong những cái chi phần mà chúng ta không có biết cách để mà điều hòa thì cái tâm nó bắt đầu nó thụ động, nó không có nhạy bén đối với các cái đề mục khác. Thí dụ nó chỉ bám vào cái đề mục hơi thở mà những cái đề mục khác xuất hiện mà nó không có nắm bắt để nó ghi nhận, nó quan sát thì chúng ta phải biết cần phải thay đổi như thế nào đó để cho các cái điều kiện, cái định nó sanh khởi một cách tốt đẹp. Cho nên có khi quý vị hành thiền rồi nó có những cái cảm giác chán nản, buồn, mang coi như là không có ham thích trong cái pháp hành của mình cho nên là chúng ta phải biết cách là vượt qua những cái chướng ngại này. Tại sao? Tại vì khi mà cái tâm nó mong cầu giả dụ như bây giờ giả dụ bây giờ là nó mong được cái phỉ lạc sanh khởi nhưng mà cái điều kiện nào đó mà cái phỉ lạc nó không sanh khởi mà cái thọ khổ đào tê nhức nó phát sanh cho nên là bắt đầu cái nó chán nản trong cái pháp hành đó. Thì lúc đó chúng ta phải có cái sự hiểu biết, phải suy tư là các cái pháp nó vận hành các pháp nó vận hành theo cái quy luật của nó mình không thể nào điều khiển được nó, mình không mong cầu mình không có mong muốn cái này sanh khởi cái khác không sanh khởi không được cho nên khi mà chúng ta hiểu biết như vậy để chúng ta vượt qua những cái chán nản bất tội nguyện trong cái pháp hành của mình để đem đến cái sự an vui. Và luôn luôn chúng ta thấy rằng tất cả đối tượng nó luôn luôn là thay đổi, tất cả đối tượng là nó đều là những đối tượng khác nhau, cùng là hơi thở vô hơi thở ra, nhưng mỗi lúc mỗi sát na là một cái đối tượng mới chứ không phải là chúng ta cứ quan sát đối tượng hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra, thở vô thở ra, thở vô thở ra riết rồi nó thấy cái đối tượng nó không thay đổi nó thụ động cho nên là đâm ra nó bị lùi sụp, nó chán nản. Cho nên những cái lúc đó thì chúng ta phải biết cách để làm cho tâm trở lại
có cái sự hân hoan, vui thích trong cái pháp hành của mình để vượt qua những cái sự lui sụp, chán nản. Rồi phải thường xuyên thân cận gần gũi những cái người mà có tâm định tốt đẹp, tránh xa những cái người mà cái tâm vọng động. Thì như hôm ổm có một cái vị hỏi là tại sao mà bây giờ á, cũng như mình thì còn non yếu, mình muốn gần gũi những cái người mà cao hơn, nhưng mà người ta chê mình đó là không bằng người ta, người ta không muốn gần mình. Thì như vậy á, thì mình phải nỗ lực, mình nỗ lực, mình nương tựa vào cái chính mình, mình phải luôn luôn phải nương vào cái định tâm của mình. Bây giờ mình cái gần gũi những người khác nó chỉ là một cái pháp để mà nó hỗ trợ mình thôi, nhưng chúng ta phải tự đứng vững, chúng ta tự phát triển cái định của mình. Khi mà chúng ta gần gũi những cái người mà cái tâm mà náo động thì nó ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình muốn gần gũi những cái người có cái phát triển cái định tâm mạnh, nhưng mà có đôi lúc mình lại làm cho người ta sao lãng, cho nên người ta không thích, thì bây giờ mình phải quay lại chính mình, mình phát triển cái định của mình cho thật mạnh mẽ, chứ không phải là khi mà mình gần gũi cái người có định tâm rồi cái định của mình nó vững vàng, mà chính mình phải phát triển để cái định tâm của mình được tốt đẹp. Rồi cái thứ 10 là gì? Quán xét về các chi thiền và giải thoát, để chúng ta thấy rằng đó, những lúc nào là cái định rơi vào cái định của thiền chỉ, cái định của sự an tịnh, và cái định nào nó là cái định giác chi để đưa đến sự giải thoát. Chúng ta phải có luôn luôn dùng trí tuệ xem xét để không có bị đi sai lệch cái pháp hành của mình. Khi mà mình thấy rằng cái định này đó, định sâu quá, làm cái tâm nó định chắc trên một cái đối tượng mà nó không có sự nhạy bén, không có uyển chuyển, ghi nhận quán sát trên các cái đối tượng khác, mà nó chỉ bám níu trên một đối tượng thôi, thì cái đó là thuộc về cái định của thiền chỉ, thiền an tịnh. Còn cái định mà từng đối tượng, bây giờ đang định trên cái hơi thở vô, quán sát rõ ràng từ khi cái hơi thở vô sanh, rồi cho đến lúc cái hơi thở vô nó diệt. Nhưng mà có một cái đối tượng khác, một âm thanh, một mùi hương, một đối tượng nào đó nó nổi trội hơn, thì cái tâm điền nó ghi nhận qua cái đối tượng đó. Còn nếu mà cái đối tượng mà nó cứ bám trên cái hơi thở vô thôi, mà nó không ghi nhận những cái đối tượng khác, thì biết rằng cái như vậy là cái tâm của mình nó rơi vào cái định của thiền chỉ. Cho nên là chúng ta phải biết khéo léo để mà quán sát các cái pháp của mình thực hành để cho nó được sự tốt đẹp. Rồi luôn luôn là tác ý đến cái sự tu tập định giác chi trong mọi hoài nghi. Như hồi nãy là nói là chúng ta phải phát triển cái định tâm của mình trong khi sinh hoạt hàng ngày, trong khi đi kinh hành, trong khi tọa thiền, hay là hoặc cứ bất cứ khi ăn uống, làm những cái công việc gì đó, chúng ta có sự định tâm trên đối tượng
chúng ta không có để cái tâm suy nghĩ lan man đến những cái việc khác, chúng ta không có để cho ngoại cảnh nó chi phối, thì như vậy đó là chúng ta luôn luôn giữ gìn, luôn luôn tác ý, xem xét cái định của mình trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh, trong mọi hoài nghi, cho nó được tốt đẹp. Thì như vậy đó, chúng ta phát triển cái định hay là định nhất chi, thấy rõ được cái tướng vô thường, khổ và vô ngã của bất cứ đối tượng nào, là danh hay là sắc, chúng ta cũng thấy rõ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ phát triển được cái định giác chi. Thì trong cái phần cái bài học ngày hôm nay về cái định giác chi, thì qua cái sự tìm hiểu và những cái kinh nghiệm hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ với quý vị một vài cái kinh nghiệm hiểu biết. Với phước báo này thì kính cầu mong chư Tùng Đức Trưởng Lão, Pháp Thể Khang An, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, và có thể có thêm được những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm trong cái sự tu tập của mình. Lúc nào là cái định trên thiền tịnh, thiền an chỉ, hoặc là lúc nào thì chúng ta có cái tâm định trong cái thiền quán, lúc nào thì chúng ta có được cái định giác chi, để mà chúng ta hiểu biết, để chúng ta cố gắng phát triển, và luôn luôn chúng ta giữ gìn cái tác ý, phát triển cái tâm định của mình trong đời sống cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, trong mọi hoài nghi. Thì như vậy cái pháp hành của mình và cái định tâm của mình mỗi ngày nó được tiến bộ vững vàng, tốt đẹp hơn. Chúc tất cả quý vị có thêm được những cái kiến thức, nhiều sức khỏe, an vui để phát triển cái pháp hành của mình. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và bây giờ xin tung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận, chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Tha Giá. Và con Nguyên Như xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Pháp Thanh dẫn cho chúng con bài học về phần định của ngày hôm nay. Và bây giờ là tới khoảng thời gian mà chúng ta có thể đặt câu hỏi. Và Nguyên Như xin kính mời đạo tràng, có ai có thắc mắc gì về cái bài học ngày hôm nay, xin quý vị có thể trực tiếp chat, trực tiếp giơ tay để hỏi thẳng với sư, và có thể chat lên màn ảnh để Nguyên Như xin đọc ạ. Dạ, Nguyên Như không biết anh Thính Pháp, anh Giang Nhật Hà và chị Nhung hôm nay có câu hỏi gì không bài học. Và xin quý vị trong đạo tràng và chị Hà nữa, xin quý vị có thể giơ tay ạ. Dạ bạch sư, trong khi thời gian mà chờ đạo tràng có câu hỏi, Nguyên Như xin có một câu hỏi đến với sư, là khi mà mình tập mới đầu mà mình vào mình tập cái phần mà về thiền đó bạch sư, thì mình nên là tập một chút về định trước hay là mình có thể tập cái gì cũng được bạch sư? Dạ con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Thì tùy theo mỗi cái vị thiền sư thì hướng dẫn cho các cái thiền sinh đó. Nhưng mà cái điều quan trọng trước hết đó, là chúng ta phải phát triển định. Dù là thân thọ tâm pháp gì đó, chúng ta cũng phải phát triển định. Ví dụ như có những cái trường thiền, khi mà bắt đầu vào cái tọa thiền đó,
thì khuyên thiền sinh phải trong chừng 5 phút đầu tiên á, là phải thở vô hoặc thở ra cho nó mạnh. À, để chi? Để lúc đó là cái khi mà mình mới vừa đi kinh hành á, mới vừa đi kinh hành thì cái sự tinh tấn của mình nó mạnh. À, mà mình vô mình ngồi lúc đó cái niệm mình nó còn non yếu. À, cho nó không có quân bình giữa các căn. À, cho nên á là có những cái vị thiền sư á, ở những cái trường thiền thì người ta khuyên là mình phải niệm cho thiệt mạnh. À, để gì? Để quân bình với cái tánh. Đó, nhưng mà đó, có những trường thiền thì người ta lại khuyên thiền sinh là phát triển cái định của thiền chỉ trước. À, tức là thí dụ như bây giờ á, quan sát vào phòng xẹp chẳng hạn, thì lúc đầu đó chỉ chú mục vào cái đề mục phòng xẹp của mình thôi, bỏ qua hết tất cả những cái đối tượng khác. À, cho nên đó là những cái lúc này đó là để chi? Để phát triển cái định. À, thì dù là thiền an tịnh, thiền chỉ hay là thiền tuệ gì đó, thì cái điều kiện mà phát triển các chi thiền hoặc là cái điều kiện để phát triển cái kinh nghiệm đạt đến tuệ giác cũng phải đòi hỏi phải có định. À, nhưng mà tùy theo mỗi cái phương pháp thực hành, thường thiền định hay thiền tuệ nó có cái định khác nhau. Nhưng mà luôn luôn là phải có định. À, dù là định của thiền vô sắc, thiền hữu sắc, thiền vô sắc, hay là định của trong thiền quán cũng phải có. Tại vì khi mà có định á, thì mới đưa đến cái trạng thái an trú trong các cái tâm thiền. Rồi có cái tâm định vững vàng đó thì mới là điều kiện để phát triển tuệ quán, phát triển những cái tuệ giác đưa đến cái giải thoát. Cũng xin quý vị quan hỷ là tại vì bây giờ cái công trình cũng đang làm cho nên bị những cái âm thanh ồn ào bên ngoài nó chi phối, và cũng xin đạo tràng quan hỷ Nam Mô Bụt Thầy giá, và chúc quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con xin tri ân lời dạy của sư. Dạ bạch sư, con theo con được học á, thì có nhiều vị thiền sư lại nói là khi mà cái trạng thái tâm của mình á, gọi là tinh tấn á, thì nó là do tâm tinh tấn chứ đâu phải là thân tinh tấn. Thành ra có một số trường phái lại nói là khi đi kinh hành thì lại là tinh tấn nhiều hơn là khi ngồi. Nhưng mà theo con thấy thì tinh tấn là về cái tâm, nó bám vào đề mục, đó là sự tinh tấn của tâm. Nó đâu có cần phải đi đứng nằm ngồi gì, nó là cái tâm chứ đâu phải là cái thân đâu bạch sư. Sư có thể bạch sư có thể giải thích cho Nguyên Như cái phần này thêm được không ạ? Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Thầm Ma giá, Nam Mô Sằng Khà giá. À, thì giữa cái thân và tâm hay là danh và sắc, nó có cái sự liên đới chặt chẽ với nhau. Ví dụ trường hợp bây giờ mà quý vị bị cảm chẳng hạn, khi mà quý vị bị cảm do cảm lạnh hoặc cảm nắng gì đó, thì
khi cái thân mà cái tứ đại ở trong cái sắc quẩn này nó bất hòa đó, không? À, nó bị sốt, nó quẹo hoặc là nó bị cảm lạnh, rồi nó hắt hơi nhảy mũi thế này thế khác đó, thì sao? À, nó cũng làm cho cái tâm mình nó khó chịu. À, đó, rồi khi mà quý vị mà ngồi thiền, cái trạng thái của phỉ lạc á, nó trên thân nó phát sanh. À, cái trạng thái của lạc nó sanh khởi. À, thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm. Đó, cho nên á, là cái khi mà chúng ta mà quá nỗ lực tinh tấn của thân á, à, nó cũng tác động đến cái tâm của mình. À, cho nên á, là à, có những cái vị á, thì khuyên cái điều mà chúng ta phải tự điều chỉnh, à, chứ không phải chúng ta cứ theo cái công thức. À, ví dụ như bây giờ á, những cái người mà còn trẻ, có nhiều khi chúng ta thấy là đi kinh hành á, đi kinh hành nhiều quá nó tốt hơn. À, rồi mình đi kinh hành nhiều quá thì cũng làm cho cái tâm mình khi mà mình tọa thiền á, nó cái tinh tấn nó nhiều quá, nó cũng vượt xa cái niệm, cho nên nó cũng không tốt, cái tâm gây bị phóng dật. Rồi cái người mà lớn tuổi á, thì khi đó lại sức khỏe kém rồi, nên mà ở trường thiền kêu đi một tiếng hồn ta đi đâu có nổi. À, cho nên á, thường thường là cái người mà lớn tuổi á, thì người ta lại đi kinh hành cái thời gian nó ít hơn. À, do cái điều kiện cái thân thể của người ta nó lớn tuổi rồi. À, cho nên đó là cái người này sẽ cái tinh tấn của thân nó ít hơn. À, cho nên khi mà vô ngồi tọa thiền á, thì sao? À, ngồi một thời gian cái tâm nó bị lùi sụp, nó dễ rơi vào cái trạng thái hôn trầm thủy miên chẳng hạn. À, cho nên á, là có những cái vị thiền sư thì ta khuyên những cái vị này thay vì mà đi nhiều quá, bây giờ lớn rồi đi không được, thì có thể là hành thiền đứng. À, mình đứng mà bây giờ cái sức khỏe mình lớn tuổi mình đi không có được nhiều, nó đau nhức rồi kia nọ cắt khớp rồi đó, thì có thể mình đứng hoặc là mình ngồi ở trên ghế rồi chẳng hạn. À, bất cứ một cái oai nghi nào để mà chúng ta giữ được cái quân bình giữa tinh tấn niệm tuệ nó được tốt đẹp thì cái điều đó là đúng. Cho nên á, là mặc dù cái công thức đưa ra như vậy, nhưng mà dựa vào những cái sự quan sát cái pháp hành của mình để mình tự mình điều chỉnh như thế nào đó, có lúc cần phải đẩy cái tinh tấn nhiều hơn, cái tinh tấn ở trên thân phải nhiều hơn để nó nâng đỡ cái tinh tấn của tâm. Rồi có những lúc thì mình phải giảm lại, mình giảm cái tinh tấn lại, chứ không phải lúc nào mình cũng đấy. Thành ra đó, giữa danh và sắc, giữa danh và sắc, giữa thân và tâm, nó có một cái mối liên hệ mật thiết với nhau, nó tác động để hỗ trợ lẫn nhau. Thì khi mà cái tâm mình, trạng thái mình vui mừng, vui mừng hớn hở, thấy không? Thì sao? Cái thân mình nó cũng bị tác động, nó cũng rung động thế này thế khác ha. Mà khi mà mình buồn bã ủ rũ thì sao? Cái thân mình nó cũng uể oải, nó không có còn năng động như thế này thế khác nữa đó. Cho nên là chúng ta phải
quan sát, luôn luôn quan sát, để hài hòa giữa thân và tâm, giữa danh và sắc, phải có sự điều hòa thích hợp với nhau. Thì hồi nãy ở trong cái phần những cái nhân mà để mà cho định sinh khởi đó thì cũng phải vậy. Đó, nó luôn luôn cái có những cái điều kiện ngoại cảnh nó cũng tác động, nó chi phối đến tâm, hay là hoặc là danh, hoặc là tác động đến thân hay là sắc. Mà khi mà những cái điều kiện này nó tác động thì cũng đưa đến những cái tác động của giác, của nội thân. Xin mời đạo tràng Nam Mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Và con xin kính trân lời dạy của sư, và con đã học hỏi nhiều qua cái câu trả lời của sư Bạch sư. Và Nguyên Như xin mời cả nhà, trong lớp này có nhiều người có câu hỏi mà sao có một mình Nguyên Như hỏi gì nè. Dạ chị Hà Sa Thú. Nguyên Như xin mời chị nha. Dạ Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha. Dạ con kính lĩnh lỗi với sư. Dạ thưa sư cho con hỏi, hồi nãy như sư có giảng về cái phần chánh định, mà nếu mà một hành giả mà tu tập mà chỉ quán một hơi thở thì có thể khi nó sẽ lạc vô cái thiền chỉ, mà con thấy đa phần hành giả hay bị mắc phải cái này, thì làm sao một vị hành giả có thể biết là mình đang kẹt ở trong cái thì chỉ định mà không ra được cái tệ quán, thì làm sao mình biết được, thưa sư? Thí dụ như nhiều khi kẹt mà cũng không biết là kẹt cái khúc nào, thì con không biết là kinh nghiệm của sư có thể giảng thích cho tụi con rõ cái phần này, và làm sao để tránh để mình ra khỏi cái thiền định hoàn qua cái thiền chỉ thay vì qua cái thiền quán. Dạ con xin trao mất lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Tham Ma á, Nam mô Sang Kha á. Thì cái này á, nó dựa vào cái kinh nghiệm tu tập của mình và cái trí tuệ của mình để mình hiểu được. Chứ còn dựa theo kinh điển, dựa theo lời dạy của Đức Phật, nó là những cái công thức thôi. Thì khi nào mà chúng ta đi vào thực hành, thường khi mình niệm mà hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là phòng sọp rồi có đôi lúc á mình thay đổi mình niệm về thọ hay là mình niệm về tâm á, mà mình thấy cái tâm nó không chịu, nó không chịu trên cái đối tượng đó, mà nó cứ bám chấp vào cái đối tượng là hơi thở, là phòng xẹp thôi. Mình thấy ra rồi, như vậy là mình đã dính mắc vô đó rồi. Hoặc là khi mà như nãy sư nói đó, khi mà vị đang chú tâm trên cái đối tượng là hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là phòng xẹp, nhưng mà có những cái đối tượng khác nó sanh khởi, nhưng mà cái tâm nó thụ động, nó nằm yên ở trên cái đối tượng là hơi thở vô hơi thở ra, hoặc là phòng xẹp, mà nó không có nắm bắt, nó nhảy để mà nó ghi nhận cái đối tượng vừa sanh khởi, thì mình thấy rằng sao, coi chừng mình đang rơi vào cái thiền định chứ không phải thiền tuệ. Mà khi mà nó bám trên cái thiền định á thì sao? Khi mà nó bám trên thiền định là cái đối tượng thuộc về tục đế. Nhớ cái điều đó, tất cả các đối tượng của
Thiền định là tục đế, chứ không phải là chân đế. Đối tượng của thiền tuệ mới là chân đế. À, tại vì khi mà đối tượng luôn luôn là thay đổi, sanh diệt. À, chính giờ, chính vì vậy đó, mình mới thấy rõ là danh hà sắc. À, luôn luôn nó thay đổi, nó sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. À, còn nếu mà mình cứ thở vô, à, thở ra phòng sộp mà. Mà nếu mà mình niệm trên cái tục đế thì mình thấy đâu có thay đổi gì đâu. À, cũng là thở vô à, thở ra à, thở vô à, thở ra à. Cũng là phòng sộp à, phòng sộp mà nó hoàn toàn thay đổi. Không? Thành ra đó, mình phải hiểu rằng mình từ bỏ cái tục đế để mình thấy cái chân đế. À, mình thấy được cái gì? Cái chuyển động. Cái chuyển động chứ không phải là cái đối tượng là thở vô à, thở ra nữa. Mà cái chuyển động của thở vô à, nó sanh, nó diệt. Rồi chuyển động của thở ra sanh diệt. Chuyển động của phòng sanh diệt. Chuyển động của sọp sanh diệt. À, khi mà mình nhìn vào cái chuyển động này nè, thì mình nhìn vào cái tính chất chân đế. Còn mình chỉ ngồi mình chú tâm vô, thở vô à, thở ra à, phòng à, sọp à, phòng à, sọp à, hoài đó, thì như vậy là mình rơi vào cái thiền định. À, thấy đối tượng qua cái tục đế, nó không có sanh diệt, không có thay đổi. À, đó. Còn khi nào mà mình nhìn vào cái chuyển động, à, cái tâm nó ghi nhận cái chuyển động thở vô à, à nó sanh nó diệt, rồi chuyển động thở ra sanh diệt, à, thì như vậy cái chuyển động của cái này nó luôn luôn là nó thay đổi. À, đối tượng nó mới. Còn mà đối tượng của cái thiền chỉ nó là tục đế, nó không có thay đổi hết. À, cho nên phải hiểu cái điều đó, để mà nếu mà chẳng may á, mà mình không có gần những cái vị thiền sư đó, thì mình biết lúc nào là cái tâm của mình á, nó bị rơi vào cái thiền định. Còn lúc nào cái tâm mình nó nhạy bén, à, nó là thiền quán. À, để quý vị hiểu. À, thì lúc đầu thường thường á, là để tạo cái nền tảng để cho cái niệm của quý vị mạnh. À, thì có thể những cái vị thiền sư đó, đối với những cái vị hành giả sơ cơ đó, thì khuyên quý vị chú mục vào cái đề mục đó, bỏ qua các đề mục khác. À, nhưng mà khi mà quý vị mà trình pháp, à, thấy cái niệm của quý vị vững vàng, à, bớt phóng tâm rồi đó, thì sao? À, các vị thiền sư sẽ hướng dẫn, à, để quý vị có thể thay đổi chuyển đổi các cái đối tượng. À, lúc thì có thể là niệm trên thân. À, có lúc thì khuyên quý vị phải quan sát các cảm thọ, à, quan sát các cảm thọ từ đầu tới chân, à, sự xúc chạm của thân đối với cái nền, à, nền đất, hay là hoặc cái ghế hay gì đó, hay là sự xúc chạm của hai bàn tay, hai bàn chân, à, rồi hoặc là quan sát về cái trạng thái thay đổi của tâm, à, trên đối tượng, à, cũng là thở vô thở ra, nhưng mà mình thay vì mình chỉ chú tâm vào cái chuyển động đó, thì bây giờ mình quan sát coi cái tâm mình á, nó có bám níu dính mắc trên cái đối tượng này không, hay là nó bực bội, nó khó chịu, à, trước các cảm thọ khổ đau tê nhức, à, thì cái đó là mình chuyển qua. À, còn nếu mà mình cứ bám riết trên một cái đối tượng thì như vậy cái tâm bắt đầu nó thụ động, à, nó trở thành là thiền chỉ chứ không phải là thiền quán. À, cho nên á, là đối với cái thiền chỉ thì phải gián áp, à,
trên đối tượng. Còn đối với thiền quán thì sao? Phải giữ là phải gọi là phải có một cái khoảng cách, giống như mình nhìn mình nhìn tranh gì đó ha, mình muốn nhìn rõ một vật thì nó phải có gì, phải có ánh sáng và phải có cái khoảng cách à, chứ còn mà bây giờ mà mình để cái mắt mình mà sát với cuốn sách quá thì mình đâu có đọc được gì đó. Còn ngược lại thì cái thiền chỉ là phải dán áp với đối tượng à, con thiền quán là phải lùi ra, phải có cái khoảng cách à, mình lùi ra xa thì mình mới nhìn lấy, mình mới thấy được à, tấm tranh màu sắc nó như thế nào. Mình phải có một cái khoảng cách để mà mình mới có thể mình đọc được những cái dòng chữ trong quyển sách đó. Thành ra hai cái nó khác nhau à, mình phải biết những cái trạng thái đó để mà mình phân biệt được à, lúc nào là cái tâm mình à, hành thiền nhưng mà trên cái thiền định, và lúc nào thì chúng ta sẽ giữ tâm mình à, trên cái thiền quán à, minh sát à, một cách rõ ràng để mình tránh sai lầm, tránh những cái hoài nghi trong cái pháp hành của mình. Và xin giải đáp cái thắc mắc của cô Hà và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, con không biết là đạo tràng còn ai có câu hỏi thắc mắc thì quý vị cứ tự động đưa tay, và nếu không tiện thì có thể chat trên màn hình. Dạ, con xin trao mic lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con Nguyên Trang. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, à, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đạo tràng. Dạ, con sám hối với sư Pháp Thanh là con có công việc nên hồi nãy con vào rồi con ra, con có công việc nên không trễ ạ. Dạ, à, sau đây con kính mời đạo tràng ạ, tại vì thời gian mình vẫn còn khoảng 50 phút nữa. Dạ, con kính mời đạo tràng có những thắc mắc, những câu hỏi có thể. Dạ, sa thú bàn tay chị Kim Nhung, em xin gửi mic lại cho chị ạ. À. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, à, bài học của sư con thấy nó rất rất là hay, mà nhưng mà đối với con thì nó cao quá, con vẫn còn ở tuốt ở dưới á, à, thành ra là bảy cái giác chi này á, thì con thấy là đối với niệm thì con cũng chỉ mới là tập niệm, đối với tinh tấn thì con cũng chỉ mới là mình ham muốn, mình muốn có được cái tinh tấn chứ mình chưa có cái tự nhiên, tức là do mình xem xét, mình không phải quá, chưa đến mức quá, nhưng mà do mình xem xét cuộc đời nó quá vô thường, rồi mình có thể đi ra đi bất cứ lúc nào, do đó mình phải cố gắng tinh tấn học và hành pháp, thì tức là mình cũng đang cố gắng. Về định thì con cũng đang cố gắng để mình tu tập, tức là mình cũng chưa tới đâu hết. Rồi trí thì mình cũng có chút chút, rồi tịnh, an tịnh thì mình cũng có chút chút. Thành ra là đối với bài học của sư con thấy rất là hay, nhưng mà cái trí của con nó còn lè tè ở dưới. Dạ, với bài này thì con kính thỉnh sư giúp con là con thấy như vậy, tức là khi mà mình ngồi yên lặng thì mình con thấy cái tâm của mình, ví dụ như mình đang ngồi yên thì mình thấy cái tâm của mình là đang học pháp hay đang làm thiện hay là bất thiện, hoặc mình thấy cái tâm mình còn sân, hoặc là mình thấy cái tâm mình tham, thì như vậy trong một thời điểm con thấy hai cái tâm như vậy, con không tách ra được, như vậy thì là nó sai, tại vì một thời điểm thì chỉ có một tâm thôi, một sát na thì chỉ có một tâm, nhưng mà con thì con thấy rõ ràng là hai cái, con thấy rõ ràng là mình đang quan sát cái tâm thiện hoặc là mình đang thấy mình đang sân, thì như vậy thì con chưa phân tích được chỗ này. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ.
Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Thật sự ra đó là quý vị đã học trong diệu pháp là luôn luôn trong một sát na chỉ có một tâm sanh khởi, không bao giờ có hai tâm sanh cùng một lúc. À, nhưng mà cái tốc độ sanh diệt của tâm á, thì nó rất là nhanh. Cho nên là lúc đó, đó chúng ta vì chúng ta cái tâm của mình nó còn yếu, nó quan sát nó chưa thấy được. Thật sự ra đó, khi mà cái tâm, chẳng hạn cái tâm tham nó sanh khởi, cái tham nó phải, cái tâm tham nó sanh khởi trước, rồi cái tâm mà trí tuệ nó theo sau, nó mới ghi nhận, nó biết à anh tham đang có mặt nha. Thành ra đó, nó trước sau, trước sau, trước sau, nhưng mà sao biết không, nó rất là khích khao. À, nên mình lầm tưởng là mình hai cái tâm nó sanh một lúc, chứ không phải. Luôn luôn có cái trước và cái sau, không bao giờ có hai tâm sanh khởi cùng một lúc. À, bây giờ nè, hồi trước hồi còn đi học á, có mấy đứa bạn nó tập nó vẽ hai cái tay, một cái tay bên này á, ví dụ cái tay thuận á là nó vẽ cái hình vuông, cái tay mà không thuận á nó vẽ cái hình tròn, tại vì cái hình tròn thì dễ vẽ hơn, cho nên cái tay không thuận vẽ hình tròn, cái tay thuận á thì vẽ hình vuông. À, thì nó vẽ hai tay cùng một lúc. Nhưng mà sự thật ra đó, khi mà cái mình quan sát tâm để mình thấy rõ được đó, thì sao, cái tâm mình nó chạy qua chạy lại. À, cái lúc mà nó chạy qua chạy lại rất là nhanh. À, khi mình vẽ cái tay bên này hình vuông, nó vừa chú ý bên này mà nó cũng vừa chạy qua, nó chú ý cái tay bên này, nó chú ý bên cái này này trước mà nó chạy qua cái này xong chạy qua chạy lại. À, chứ không bao giờ là cùng lúc mà hai cái tâm nó sanh khởi được. À, cho nên á là chúng ta khi mà muốn thấy được cái này đó thì mình phải có cái kinh nghiệm về cái niệm tâm mạnh mẽ thì mình mới thấy được. Nhưng mà đó, mình phải thấy rằng mình cũng tiến bộ rồi. À, mình cũng có sự tiến bộ được mà mình thấy được cái tham, mình thấy được cái sân nó sanh khởi, là như vậy là mình cũng có kinh nghiệm rồi, chứ không phải mình thấp lè tè đâu. À, cho nên á thì cứ từng bước nè. Hồi trước khi mà mình hiểu biết Phật pháp á, khi mình chưa học, mình chưa hành, có nhiều lúc á mình nổi giận, mình bực bội, nhưng mà mình đâu biết đâu. Không? Hoặc là mình muốn cái này, muốn cái khác, nhưng mà lúc đó mình đâu biết là tham. Nhờ mình có học, nhờ có sự suy tư, nhờ có thực hành, thì lúc đó mình mới biết. Vậy là mình có sự tiến bộ. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó đòi hỏi, nó đòi hỏi phải trải qua rất là nhiều, rất là lâu. Những cái kinh nghiệm mỗi ngày một chút. Thì quý vị học trong Pháp Cú Kinh á, nước kia từng giọt nhỏ hờ, đâu ngờ, coi như là cái gì đó, từng giọt đến một ngày nào đó, đó cái hồ nó đầy tràn. Thì cũng vậy, cái pháp học, cái pháp hành của mình cũng vậy. Mỗi ngày mình lắng nghe, ghi nhớ, rồi mình suy tư, rồi cái gì, mỗi ngày mình thực hành, thì nó có đạt được những cái kinh nghiệm nhỏ, từng chút. Nhiều cái kinh nghiệm nhỏ này lần hồi nó phát triển thành những cái kinh nghiệm lớn hơn, những cái trí tuệ lớn hơn, cao hơn. Đó, thành ra mình cứ cố gắng, nỗ lực, học tập, rồi thực hành, thì mỗi ngày tích góp những cái kinh nghiệm từng chút. Bởi vì nó nói gì, bòn phước, thì cũng vậy á, mình học mình cũng phải bòn từng chút.
Mình nghe, mình nhớ, rồi mình suy tư, rồi trong pháp hành cũng vậy, mỗi ngày mình thực hành, mình quan sát, mình xem xét, nó cho mình những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm, mỗi ngày kinh nghiệm từng chút, lâu ngày thì nó sẽ trở thành những cái kinh nghiệm to tát lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Thì xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Thì mấy hôm nay thì sư cũng được nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của tất cả các quý vị Phật tử, để giúp hỗ trợ cho sư xây dựng hai cái cốc. Thì hôm nay thì cũng làm thêm một cái nữa, thì cũng như là ba cái, để có điều kiện trong khi mà chư tăng trở về đó, có cái nơi để chư tăng trú ngụ, rồi một cái phòng thì để cho chư tăng khách, để các vị trưởng lão có cái nơi để mà ngồi, để chờ Phật tử khi mà làm lễ thì thỉnh các ngài lên. Cho nên là sau khi mà đã tạm mới xây xong cái phần thô của hai cái cốc, thì giờ đang làm thêm một cái phòng nữa, cái phòng khách. Và cái phòng khách này đó thì để chư tăng thọ thực luôn. Cho nên là cũng xin tri ân sự hỗ trợ giúp đỡ rất là quý báu của quý Phật tử. Dù là người nhiều, người ít, thì tất cả đều là những cái tín tâm. Xin cầu chúc tất cả quý vị luôn luôn nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu học, đạt được nhiều tiến bộ tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Cầu mong tất cả quý vị an vui, hạnh phúc. Cầu mong tất cả những cái dịch bệnh, thiên tai sẽ tránh xa. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Và bây giờ thì xin nhường mic lại cho đạo tràng. Thời gian cũng đến đây là vừa phải lẽ. Và cầu chúc tất cả chư Tôn Đức Tăng nhiều sức khỏe, an vui. Cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh an vui, hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như rất là hoan hỷ khi mà nghe sư cũng đã được sự hỗ trợ của những vị Phật tử và đã lập thêm một cái cốc thứ ba. Và dạ, sa thú và sư. Dạ con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Pháp Trang có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và sau đó Nguyên Như xin kính mời chị Nguyên Trang có thể đọc kinh hồi hướng cho đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thay mặt trường tọa Pháp Thanh, thượng tọa Thanh Tâm cùng chư Tôn Đức Tăng để phúc chúc đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Tha Giá. Doka pata chane doka paya pata chane paya soka pata chane soka hanta sape tipani no eta vata chaam tang ponya sampadang Deva namodanta sampa sampa tiseta yada nang dada anta sati langra kanta sapadam Bhavana virata hantara chanta devata rata sape pota palapa cha pache ka nanca jampalang Arahanta nanca teche narakan pantam Me sapa so nguyện cầu Phật bảo hoa nguyện cầu vi bảo nguyện cầu vi đơn tăng bảo hoa sẽ bảo gia hộ hoa ngăn ngừa mọi tai ương những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những gánh duyên trở ngại tại điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hên khổ, người sợ hên sợ hãi, người sầu hên sầu bi,
biết cho với niềm tin, biết khổ chỉ giới hạnh, biết là chú trong thiền. Chư thiên đã vân tâm ma sinh tùy hỷ phước lành được các thượng như. Rồi Phạm Thiên Sư chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, năng giác đại lực, nguyện tâm chỉ vị đức, cầu phúc lành phán sanh tê atala ta so kê ta la ha po ta sa sa ne Arora soketa ho he saha sape he nhai cầu xin cho các thiện tin sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa đường Phật đạo, cầu xin cho các thiện tin khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia viên cả tại siết gia chân ra tha siết tam ma tu sê tam ma tu đa tam pha lăng miên ra ta na ta ya miên sam ba sa đa na che ta so chính cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Sa thu sa thu lành thay. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã từ bi hoan hỷ đến vào đạo tràng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính cảm ơn sư Pháp Trang đã chúc phúc với đạo tràng, và con kính cảm ơn sư Thanh Tâm. Và sau đây một lần nữa con xin kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya deva ta santi vihara vasini tu pe karepo thi kare. Kaccha vittavo saramika danapati upasaka. Gama cha de sa ni gama cha isara sampa na futa sukita pa wantu te. Chala pu cha ye pi cha anda sampa wa san se da cha ta ata wo papatika. Ni ya ni kam tham na warang patit cha te sampe pi dukkha sakarontu sankhayang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham ma tha ra cha búc ga la. Sang khô hô tu sa mắc gô wa át tha cha hi ta ya. Cha âm hê rắc khát tu sắc tham mô. Sắp bê bi tham ma cha ri nô. Vô tình sắp ba bu nê ya ma tham ma yap ba vê. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã tu tập ngày hôm nay, thính pháp, chúng con xin hồi hướng này đến sư Pháp Tính, cầu mong sư đến được nơi nhàn cảnh và được gặp chánh pháp của Đức Phật và tiếp tục trên con đường tu tập của sư như sư đã ước nguyện. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ra. Quả sớm viên thành. Và sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, kính cảm ơn quý cô chú Phật tử đã đến và đang tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại Zoom vào ngày mai. Ngày mai sẽ là ngày thứ ba tiếp tục giờ giảng của sư Pháp Thanh.
vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn, tức là 9 giờ sáng giờ Việt Nam. Và con kính mời quý cô chú. Và con xin kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành. Và sau đây Nguyên Trang kính mời anh Huynh Thính Pháp lên thử mic nha. Tại vì hồi nãy anh Huynh Thính Pháp nói cái mic của anh nghe không rõ. Và Nguyên Trang kính mời bàn tay của Huynh ạ. Và Nguyên Trang xin xuống mic ạ. Và kính chúc đạo tràng một đêm an lành ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Khaya. Con đến lễ sư Chư Thanh Tâm, Chư Thượng Đức Tăng, quý bà cô tu nữ. Dạ, có thể cho con xin một cái tín hiệu được không ạ? Okay, that's good. Okay, that's good. Thì bây giờ thì mình đặt câu hỏi nha. Dạ, đặt câu hỏi giống như lúc nãy. Tại vì hôm nay là lấy cái phone iPhone, nó hy vọng là nghe được. Dạ, bây giờ mình tưởng tượng như là các sư Thanh Tâm, các sư... sư Pháp Thanh ở trong đạo tràng đi, để mình đặt câu hỏi cho mấy vị cái nghe thì cho biết hiểu nha. Chờ thưa sư, lúc nãy sư có giảng về cái phần cái định đó sư, thì làm sao mà vị hành giả có thể biết được là cái mình đã đạt đến cái trạng thái cái là cận định, sát na định hay là cái thiền định ở trong thiền chỉ đó sư. Như vậy cái trạng thái, cái sự biểu hiện hay là cái sự thành tựu hay là những cái sự mà những nguyên nhân gần của cái sát na định, cận định hay là cái thiền định đó, sư có thể cho chúng con biết một vài cái chi tiết để mà khi mà chúng ta ở trong cái trạng thái đó là biết là mình đã đạt đến giai đoạn đó rồi. Dạ, con tri ân sư. Dạ, con xin dừng mic lại. Dạ, mô Phật. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ Huynh ơi, bây giờ hết lớp học rồi mà sư đi ra rồi mà Huynh. À, thôi để dành ngày mai nha, để gói lại ngày mai. Xin lỗi nha, mình cười chung với nhau chứ không phải cười Huynh. Sư đi mất tiêu rồi, em trả lời cho anh đúng. đang bắt tiếng hả? Rồi ôi, tội nghiệp quá. Ok, ngày mai nhớ thâu lại nha. Thôi ngày mai, hôm nay công nhận là có cái iPhone nghe rất là tuyệt vời. Ok, nghe rõ lắm anh, công nhận mà mình có gì quan hỷ ha. Ok, ngày mai lên, có thể là anh chặn cái volume lên một chút xíu cũng được, tự vì giọng nó rất là nó rất là truyền cảm nhưng mà nó hơi nhỏ một xíu rồi. Dạ Nguyên Như xin chào toàn thể chư vị trong đạo tràng nha, mình gặp ngày mai. Bye bye.